lần lượt bước ra đi, Crystal. Gì vậy? Ai đó? Không sao đâu, tất cả... Catnap! Cậu sẽ ngủ. Không dễ vậy đâu. Đừng hòng chạy thoát. Đi đi. Mình không sợ đâu. Giận lấy này. Ngay cái ria luôn nha, đồ con mèo. Nhảy nè. Hả? Chừa chưa, đồ quái vật. Mình không phải quái vật, thả mình ra. Nè. Giờ đó, Catnap, mình đến đây. Đón đi. Mình không xử hai đứa cùng lúc được đâu. Đừng có động vào mình. Tiêu mình rồi. Mình không chơi Poppy Playtime nữa đâu. Lạ quá vậy. Đừng sợ, đi theo mình. Nằm mơ đi. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cũng đúng. Thôi được. Cậu ấy không nguy hiểm đâu. Đừng cậu ấy đi. Mèo là như vậy mà. Được rồi. Ôi, dễ thương thiệt. Thấy chưa, có phải quái vật đâu. Cút. Ừ, giờ thì tụi mình sẽ kể lại mọi thứ. Câu chuyện của mình là như vậy nè. Họ không thể để mình yên được sao? Chờ chút nha, bé mèo. Gì đây ta? Xong cưng rồi bé ơi. Sợ chưa? Đưa đồ chơi đây. Không. Được rồi, dùng tới biện pháp mạnh nào. Nhảy đi. Trả cách nếp lại đây cho mình đi mà. Muốn anh trả lại mèo hả? Úi, ha ha. Đồ xấu xa. Ồ, có người bẹp dí rồi kìa. Giờ thì cậu đem nó về đi. Catnap à, không sao đâu. Bé mèo, mình sẽ tắm rửa cho cậu. Hoan hô. Hai đứa thân nhau thật hả? Dạ. Anh rất khâm phục đó. Anh có đề nghị này. Tình bạn vĩnh cửu với Catnap. Được làm bạn với cậu ấy mãi mãi sao? Được chứ, em chịu. Tuyệt vời. Cười gian như vậy là có điềm rồi. Chúc mừng. Em thích S lắm phải không? Hả? Hoán đổi thân thể. Chính xác. Yên lặng, đừng có cử động. Không, không, làm ơn thả em ra đi. Anh định làm cái gì vậy? Cuối cùng mình cũng có thể tiến hành thí nghiệm thiên tài rồi. Đừng. Xong xuôi. Bắt đầu thôi nè. Mẹ ơi. Không thể tin được. Tính toán của mình đúng rồi. Mình làm sao vậy nè? Anh đã làm cái gì? Thả em ra đi. Bé mèo à, định đi đâu đó? Đứng yên nào. Đừng hòng trốn thoát. Em đã ký thỏa thuận rồi đấy. Đồ lừa gạt. Mình muốn đánh một chết. Mình phải hành động thôi. Bài kiểm tra lý dễ ghê. Vicky à, bé mèo dễ thương. Vicky là mình, Aileen. Mình bị biến thành Catnap rồi. Mèo là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng. Cậu không định giúp mình sao? Ồ, đồ của mình. Xin lỗi nha, mình không cố ý đâu. Lùi lại. Cứu với, có quái vật. Cứu. Vicky, làm sao vậy? Catnap là quái vật. Không, không. Lỡ đó là da của mình thì sao? Thôi mà, mình không cố ý đâu. Quái vật, quái vật, quái vật. Cứu. Vậy là mình đã trở thành Catnap. Ước gì mình có thể trở lại làm Aileen. Tội nghiệp. Chúng ta phải lấy lại cơ thể cho cậu. Yeah. Mình có ý tưởng, nhưng chúng ta cần lên kế hoạch trước đã. Vậy để mình trở lại làm người. Chúng ta phải lẻn vào phòng thí nghiệm của tên phản diện đó. Bắt giữ anh ta, rồi tìm thuốc giải cho mình. Sau đó mình sẽ uống thuốc giải và trở lại thành người. Con mèo đáng ghét. Con cuốn kia cũng giúp con bé hả? Đừng mơ mà thành công được. Mình phải bắt con bé lại. Nhưng làm sao đây? Mình có ý này. Như vậy không được. Ồ, phiên bản nam đây. Tốt, ăn mừng nè. Tiến hành thôi. Ôi, mùi hương êm dịu quá. Mình không ghen tị với Huggy lắm đâu. Ồ, chủ nhân. Huggy, mau đi xử lý Catnap và đồng bọn của con bé đi. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Tôi sẽ đi ngay. Ouch. Thử bên kia đi, đồ ngốc. Cảm ơn chủ nhân. Tạm biệt chủ nhân. Vậy mà cũng tự gọi mình là quái vật. Tạm biệt sếp. Tiến lên. Ồ, chuyện gì vậy? Go go. Là động đất sao? Không biết nữa.
là Huggy. Chắc là tiến sĩ xấu xa đã gửi cậu ấy đến đây đó. Tạm biệt cuộc đời đi. Cứ bình tĩnh, mình sẽ xử lý cho. Đừng hòng đánh bại được mình, khát nát. Vậy sao, cậu định làm gì mình hả? Xem mình có gì nè. Bóng. Thấy sao hả? Bắt lấy đi. Ôi trời. Của mình. Miêu. Mình phải tự chiến đấu với Huggy thôi. Đầu hàng đi con người. Không. Dù sao thì cậu cũng tiêu đời rồi. Mình làm sao đây? Ồ, mình có ý này. Chúng ta chơi cùng nhau đi. Úi. Áo. Ui. Đào quá đi. Ồ, chắc là thành công rồi. Ngủ đi nào. Hay lắm, Huggy Wuggy đã bị hạ gục. Mọi người giỏi lắm. Go. Đưa cậu ấy ra khỏi đây thôi. Nặng thiệt. Ui, cái đồ yếu đuối này. Một đám con gái cũng đánh không lại. Thật ra thì là một. Chỉ có con gái mới đấu lại với con gái thôi. Mẹ chân dài à. Cho thiên hạ biết ngươi làm được gì đi. Thoải mái nào. Sau đó ngồi dậy. Chủ nhân gọi tôi dậy để làm gì? Ta có việc cho ngươi đây. Dạ vâng thưa chủ nhân. Xử lý cắp nát và đồng bọn của con bé đi. Dạ vâng. Nào mẹ chân dài, đừng làm ta thất vọng. Tôi sẽ cố hết sức. Không còn ai cản chúng ta nữa. Cắp nát sẽ lấy lại cơ thể. Úp. Gì vậy? Mình thấy bất an quá. Cứu, buông mình ra. Cố lên nào, mate. Bỏ cái tay ra đi nào. Mẹ chân dài. Tháp náp sẽ đi theo mình. Không, cứu mình. Đừng để cậu ấy kéo mình đi. Thả cậu ấy ra. Trốn đi, mèo. Đừng mà. Dù sao thì cậu cũng không chạy được đâu. Mẹ chân dài. Ghê quá đi. Nhện, hay lắm. Cần câu, tuyệt vời. Mấy có ý tưởng. Mẹ chân dài rồi sẽ tới thôi. Mẹ chân dài sẽ không thích đâu. Mình hy vọng là vậy. Mấy người định làm gì? Nhện, ta sẽ bắt ngươi. Đưa đây. Bỏ móng vuốt ra khỏi tóc của ta đi. Xê ra chỗ khác đi. Không, tụi mình phải giúp cáp nát. Đủ rồi, bực mình rồi đó nha. Xin lỗi cáp nát. Làm sao để mình giúp hai người kia đây? Nghĩ đi, nhanh lên nào. Có thể sẽ được đó. Mình sẽ đặt bẫy ở đây. Nè, đồ bị sợi mau hương. Quên mình rồi sao? Cậu sẽ là nạn nhân đầu tiên của mình. Đang nói ai đó? Thả mình ra. Cậu sẽ phải hối hận. Đi mà nói với chủ nhân của cậu đi. Chúng ta đi thôi. Đường này, ghét quá, bị khóa rồi. Là đường cụt, có dấu vân tay nè. Chắc là chỉ cần ấn một lần thôi. Các bạn, mình nên chọn màu gì đây? Hãy viết bình luận bên dưới nha. Giúp tụi mình với. Các bạn nói là màu xanh đó. Để mình kiểm tra thử. Thành công rồi. Cảm ơn các bạn. Đi theo mình nào. Đứng yên, đồ phản diện. Trả lại diện mạo cho Aileen đi. Con bé đã ký thỏa thuận rồi. Trả lại đây. Nằm mơ đi. Vậy thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Cha cha, nhìn kìa. Ngủ đi. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi bé ơi. Hả? Nhiều khói quá. Mình buồn ngủ ghê. Sương. Mình muốn ăn cá. Chúng ta đang ở đâu vậy? Không biết nữa. Khoan, chúng ta bị nhốt trong lồng rồi. Ôi không, mệt. Đúng là đồ gian xảo. Chút nữa thì mình sẽ có thêm một con quái vật. Tội mệt, cậu ấy gặp rắc rối vì mình. Mình không biết phải làm sao để giúp cậu ấy. Chúng ta không thể đứng yên để nhìn được. Mình nghĩ ra cách rồi. Cánh cửa nào cũng có thể mở được. Gâu gâu, tên phản diện quá xem thường chúng ta. Gâu. Chờ đó đi, mệt, tụi mình sẽ tới cứu cậu. Dừng lại, thả mệt ra. Đồ phản diện đáng ghét. Ta là thiên tài. Đồ phá rối. Wow.
Đừng vậy mà. Đốm tròn. Đến đây với chị nào. Thua rồi. Chiến đấu đi, đồ phản diện. Nhà trẻ cho cún. Gì đây? Xương. Vừa to vừa nhiều tủy. Đưa đây. Dùng bữa đi. Đưa đây cho em. Go go. Đứng lên. Xoay. Cho em đi mà. Hả? Chuyện gì vậy? Đưa xương cho em đi. Go go. Đốm tròn. Đến đây. Anh ta bắt họ lại rồi. Mình phải tự lo liệu. Cẩn thận. May quá. Tiến sĩ điên đang bận. Mình nên dùng chiến lược nào đây? Ồ, được đó. Không còn thỏa thuận nào nữa. Không, em đang làm gì vậy? Chấm dứt âm mưu của anh đi. Giờ thì anh sẽ chấm dứt đời cưng. Bình tĩnh đi nè. Úi, nhiều sao quá vậy? Mấy, cậu làm được rồi. Không, chúng ta làm được rồi. Mình chỉ cần lấy lại cơ thể nữa thôi. Không, cái bình thuốc giải trống không rồi. Mình phải làm gì đây? Xui quá đi. Chờ chút, mình giỏi hóa lắm. Mình sẽ thử làm thêm thuốc giải. Chúc mình may mắn đi nào. Một chút sữa kỳ lân. Máu dơi. Chắc là được rồi đó. Mong là vậy. Có mùi sữa và dơi trong này. Để mình thử. Wow, Mac, cậu giỏi thật. Cảm ơn nha. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Cậu đi đi, mình sẽ lấy ba lô. Chạy ngay đi, đắt đây. Mình thích kết thúc có hậu. Định đi đâu đó? Em không sợ anh đâu, nhào vô đi. Không không, anh có lỗi, là anh sai. Tha cho anh đi mà. Ai mà tin được. Anh nói thật mà. Đây, xem như là biểu tượng tình bạn của chúng ta được không? Em thích kẹo mút, ngon ghê. Anh đã làm gì em vậy? Anh thích vật thí nghiệm ngây thơ. Đi vui vẻ nha. Pommy. Ta-da. Giờ ai dám nói mình không phải thiên tài nữa nào? Đồ. Chúng ta không được nói bậy ở đây. Ừ, chúng ta có người mới kìa, sao lại bỏ qua được chứ? Chào, mình là Pomni. Chào Pomni, mình là chủ gánh xiếc Ken. Đây là lều của gánh xiếc, tụi mình sống ở đây đó. Chỗ này có nhiều đồ hay ho lắm, thậm chí có cả một bãi cỏ dây xích đu nữa. Hay quá đúng không? Cậu ấy thích mà Chas, chào mừng đến với gia đình Pomni. Mình được chấp nhận rồi, trở thành diễn viên xiếc luôn là mơ ước của mình. Tụi mình có thể biến mọi giấc mơ thành sự thật. Xin lỗi, mình phải đi rồi. Wow, hay quá. Mình cũng muốn học trò này. Cậu ấy xinh quá. Sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy? Mình may mắn đến mức gặp luôn tri kỷ sao? Nhưng mà thấy cũng dễ thương. Hình như hai người thích nhau rồi. Ồ, cả hai sẽ đẹp đôi lắm đó. À, Chris, đồ đời của mình. Hòm đi, nhìn đi. Ôi, ôi, ngón tay mình mất tiêu rồi. Wow, có đau không vậy? Mình lừa cậu thôi. Cậu hài hước quá. Để mình dạy cho cậu vài trò. Mình không muốn cậu thấy buồn chán. Đừng sợ, sẵn sàng chưa? Hay cha, chú ý nha. Pony, cậu đâu rồi? Cứu hà. Cậu thử đi. Giữ chặt rồi hạ nó xuống khi mình đếm đến ba. Một, ba. Hay lá ơi. À, đồ của mình, đừng có nhìn. Mình không cố ý. Ô Pony, cậu làm mình hạnh phúc quá. Mình cũng vậy, mà nè, mình muốn cho cậu thấy cái này. Chuẩn bị đi. Bất ngờ chưa? Đây, mình tự làm đó. Dễ thương quá, để mình thử luôn. Úng bà la. Nhớ ra gì không? Chas, mình đúng là may mắn khi được ở bên cậu. Đó là bản sao của cậu. Xin lỗi nhập Pony, mình phải đi rồi, hẹn gặp lại. Sợ đạt yêu thích của mình. Chào Chas. Mình sẽ mọi người thấy sao? Nào, đúng không? Mình làm cupcake digital cho mọi người nè. Cho bé thỏ của mình. Pony không biết gì đâu. Chuyện lớn đó nha. Mình còn học cả stain mới nữa. Nó chú trọng vào sự khéo léo của đôi bàn tay. Đó đó. Quá tuyệt vời, Chas, cậu chu đáo thật đó. Mình tưởng Chas đang giúp Ken trong voi chứ. Thì ra cậu ấy đang tán tỉnh ra cả thà. Ồ, Pony, cậu đang làm gì vậy? Không phải như cậu nghĩ đâu thật đó. Pony giận rồi kìa. Mình cũng ngại quá. Mong là cậu ấy không nghe được chuyện chúng ta nói.
Jazz phản bội mình. Tụi mình là một đôi hoàn hảo mà. Giờ thì tất cả kết thúc rồi. Cậu ấy làm trái tim mình tan vỡ. Còn Agatha, cậu ấy sẽ phải trả giá. Mình sẽ trả thù cho tình yêu bị đánh cắp. Cuộc trả thù này sẽ ngọt ngào lắm. Hoa Digital cũng cần được chăm sóc. Tắm đi các bé. Agatha nói đúng. Thiếu ẩm rất có hại. Mình sẽ lấy nước uống yêu thích của cậu ấy rồi bỏ thêm vài thành phần thú vị. Ồ, chào Pony. Cậu cứ tự nhiên đi. Ồ, mình khác quá. May ghê. Nhưng mà thật ra Jen, cậu ấy bị sao vậy? Nghẹt thở sao? Bác sĩ, sao cái gì cũng màu xanh hết vậy? Đúng rồi, cậu ấy bị trúng độc nặng. Phải đi bệnh viện thôi. Sớm khỏe nha. Mình có ý này. Kem là phương pháp hữu hiệu để làm bạn vui lên. Cái đồ lén lút. Một ngày mình sẽ thắng. Jazz, mình nghĩ ra ý này. Thú gì đó, nói đi. Kem gì thuốc độc? Cậu ấy sẽ thích cho coi. Đây, cậu thử đi. Ồ, kem, món mình thích. Không, mình không muốn đầu độc Jazz. Đừng ăn cái đó. Honey, cậu sao vậy? Ồ, mình làm sao hả? Đồ dối trá. Chỉ là kem thôi mà. Cậu ăn cái của mình không? Không cần đâu. Không sao hết, hai lần đầu thất bại. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Ồ, được đó. Để coi, hay lắm. Không ai khước từ nổi một chiếc bánh như vậy. Ragusa còn nghiện đường nữa. Bước cuối cùng. Thêm một chút gia vị. Tuyệt vời. Hoàn thành xong việc rồi. Ragusa, cho mình hỏi cái này. Wow, đẹp quá đi. Giúp mình luyện tập đi mà. Sao cậu ấy có thể? Nè cục cưng, mình chưa nghĩ nhiều. Ai ăn bánh không? Hôm nay tụi mình đang tập giờ stunt mới. Tự nhiên nha. Xong đợi cậu rồi. Hôm nay mình phải nói cái này. Mình thích cậu lắm đó. Mình hả? Còn Ragusa thì sao? Không phải đâu, mình chỉ giúp đỡ cậu ấy như bạn bè thôi. Bạn bè? Thật sao? Hôm nay à, cậu có muốn lấy mình không? Có, mình muốn lấy cậu. Yeah, mình vui quá. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Hoa Digital cho vợ tương lai của mình. Cảm ơn nhà đá nhiều quá. Không, Ragusa, đừng. Cậu không được ăn. Cậu có thù với đồ ăn hay sao? Ui, mình phải đi rồi. Cậu ấy dạo này lạ lắm nha. Chắc là hồi hộp trước đám cưới thôi. Chúng ta chuẩn bị tiệc cưới thôi nào. Thưa cô dâu chú rể, hai người đã sẵn sàng kết duyên chưa? Chúng ta bắt đầu nào. Sao cuộc đời lại bất công quá vậy? Jazz và mình đã biết nhau nhiều năm rồi. Mình cứ luôn nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ thích mình. Mình không thể bỏ lỡ tình yêu. Mình có ý này. Hai người có thể kết thúc bằng một nụ hôn. Hay quá. Tuyệt vời. Dừng lại, mình phản đối. Hai người không thể kết hôn. Mình mang bầu rồi. Là của Jazz đó. Hả? Không phải con của mình đâu. Vậy thì là của ai? Jazz phải lấy mình. Sao cậu có thể? Đừng phản bội. Giữa tụi mình hoàn toàn không có gì hết. Là giả đó. Mình sẽ chứng minh. Mình biết ngay mà. Cậu mang quả bóng rổ chứ mang bầu đâu. Đồ dối trá. Úi. Đó, mình đã nói mà. Ồ, tức quá đi. Mình sợ lắm đó. Nè, đây là quà cưới của mình đó. Chúc cả hai hạnh phúc. Cảm ơn nha. Giờ chúng ta có thể thực hiện màn biểu diễn nguy hiểm nhất. Chào mọi người, xem màn stunt nguy hiểm của mình nè. Trợ lý Pony của mình chấp nhận mạo hiểm vì màn trình diễn này. Cậu ấy làm vậy là vì cả nhà đó. Sợ không? Khoan, chuyện đời của Pony đã chỉ ra manh mối thủ phạm thực sự. Ragusa, cho tụi này xem mặt dây chuyền đi. Là mặt dây chuyền thôi mà. Đây nè, sao vậy? À ha, là Ragusa chứ đâu. Không phải nha. Cậu ấy đã giết Pony vì ghen tị. Cảnh sát bắt tội phạm lại đi. Chúc mừng cô gái, em sẽ được vào tù. Khoan, không có ai giết ai hết. Ý cậu là sao? Đó chỉ là ảo thuật thôi.
Ôi, mấy người diễn xiếc này, biến đi. Nhưng Pony đã chết rồi mà, chắc chắn là ai đó đã giết cậu ấy. Jazz giải thích đi. Đơn giản thôi, có hai cái chân giả bên trong một phần khác của cái hộp, thấy không? Pony vẫn sống nhăn răng mà. Chỉ là ảo thuật thôi. Ảo thuật quá đỉnh luôn, mọi người tin sái cổ mà. Giấc mơ của mình đã thành sự thật, mình là diễn viên xiếc thực thụ. Giờ thì chúng ta ăn mừng tiệc cưới bằng màn sting ngầu nhất thế giới, Digital nha. Thưởng thức đi mọi người, đồ ăn nhìn đáng sợ quá. Ồ, chào các bạn, nhớ bọn mình chứ? Chắc chắn rồi, họ nhớ tới là cái chắc. Bánh sô-cô-la đen, hoàn hảo. Đã có chuyện gì với Wednesday vậy? Thư giãn nào, vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Chúng ta sẽ tìm cách để xem nào. Ừ đúng như ta nghĩ, mạch không còn đập, Wednesday chết rồi. Sao lại như thế? À, kinh khủng quá. Bây giờ tớ còn sợ hơn nữa. Giết người là một dịp tuyệt vời cho cuộc phiêu lưu mới. Hãy gọi nó là tội ác thế kỷ. Nhưng sao chúng ta biết được ai đã giết cô ấy đây? Thám tử Kinger sẽ giúp chúng ta việc này. Xin chào mọi người, Kinger sẽ đảm nhận việc điều tra vụ án. Ai? Tại sao? Chắc không đi. Tất nhiên rồi, Kinger chính là người chỉ điểm giỏi nhất thế giới đó. Thấy chưa, đã bảo rồi, bắt đầu điều tra thôi nào. Đây sẽ là sự kiện quanh tráng, cả tớ còn phấn khích. Này, ta đã vẽ tấm biển đó trong 2 tiếng luôn đó. Các bạn nghĩ ai đã sát hại Wednesday? Hãy để lại bình luận nhé, bởi vì tớ cũng không biết. Được rồi, kiểm tra cơ thể nào. Không có manh mối. Chúng ta cần bảo vệ hiện trường vụ án. Ta luôn mang theo băng rào chắn để đề phòng. Chờ một chút, hoặc có thể là hai. Dừng được chưa, chán quá. Không có chút kiên nhẫn nào. Đây. Đây rồi. Này, Ken, đây thực sự là ý tưởng hay hả? Đương nhiên, rất tuyệt. Mình đã bảo vệ được mình rồi. Mình là hiện trường vụ án à. Tiếp tục nào. Chà, ít ra thì phải có chút chứng cứ chứ. Ồ, có lẽ nên kiểm tra chiếc bánh kem nhỉ. Chính xác, Wednesday đã ăn nó mà. Ồ, mình sẽ kiểm tra ngay. Dừng lại, nhỡ có độc thì sao? Chúng ta vẫn cần có thám tử. Bụi xanh xanh đó là gì thế? Thú vị đấy, chúng ta nhìn kỹ hơn nào. Không lấy nó ra được. Mọi người ơi, giúp với. Kéo đi, kéo mạnh hơn nữa. Wow, cà rốt. Ai lại đặt nó vào bánh vậy? Ai thích cà rốt nhỉ? Thỏ, cà rốt, thỏ cà rốt. Thỏ cà rốt, thỏ cà rốt. Là thỏ. Đang đùa tớ đấy à? Sao tớ lại giết cô ấy? Mau khai ra đi. Jazz, cậu đang bị điều tra vì tội sát hại Wednesday. Nào ngồi đi. Này, thật nhảm nhí, tớ không giết cô ấy. Nghi phạm đầu tiên. Cậu kết thúc rồi thỏ à? Cuộc sống thật đáng sợ. Cậu đã giết Wednesday, kẻ sát nhân. Không, tớ vô tội. Ồ, thôi nào. Thú nhận đi. Ồ, nóng quá. Hình như đây không phải là cách điều tra. Mau nói cậu đã giết cô ấy thế nào. Đây là cà rốt của cậu chứ gì? Không, tớ bị gài bẫy, không phải của tớ. Nó là của cậu. Và đây là cách cậu thực hiện. Ngày lễ đang đến gần. Tóm được rồi. Ơ, buông ra còn thỏ độc ác. Cái bánh là của tớ hết. Này, ai lại tắt đèn vậy? Đã đến lúc giết chóc. Cà rốt tuyệt vời, thậm chí còn có gớt. Hy vọng người tuyết bị sổ mũi. Hãy thêm gia vị bằng cách đổ chất độc tuyệt vời này vào món ăn. Hoàn hảo. Chúc ngon miệng Wednesday. Đây nhá, sẽ thật tuyệt nếu như cô ấy cũng bị nghẹn. Thôi kệ, không gì có thể ngăn mình ăn chiếc bánh này. Ngon. Đó là cách cậu giết cô nàng. Ha, điều đó không đúng, không phải tớ. Củ cà rốt của cậu, cậu là kẻ giết người. Đợi đã, mảnh giấy đang dính trên đó là gì vậy? Chúng ta cần phải kiểm tra. Thật nè, để xem ở đây có gì nào. Hình như là có lời nhắn gì đó thì phải. Là một câu đố. Tôi cao khi còn trẻ và thấp khi về già. Nó có thể là gì nhỉ? Biết rồi. Xem ra chúng ta phải quay lại hiện trường vụ án để tìm hiểu rõ ràng. Tuyệt, con mình sẽ phải đi bộ tới đó.
Dù sao bánh nướng nhỏ kỹ thuật số này cũng không tệ chút nào. Mình lại buồn nôn nữa rồi. Xin chào Regatta, vậy câu đố là: tôi cao khi còn trẻ và thấp khi về già. Nó là gì ta? Nè, cảm ơn đã dịch chuyển tới cùng các cậu, bạn tốt. Chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn phải làm đoán ra chưa? Có một cái, đó là một ngọn nến. Chính xác, rất dư dặn, làm tốt lắm Pony. Được rồi, một ngọn nến vậy có nghĩa là gì? Không lẽ chúng ta phải thắp nó lên? Cứ giao cho ta. Hey, ta rành mấy chiêu như này, còn giờ thì sao? Giờ có nên thổi nó không? Xuất sắc. Đợi đã, ở đây còn có giấy nữa nè. Trên đó ghi: tôi, kẻ giết người. Không, không, mọi người nhầm rồi. Ragatha, cậu đang bị điều tra vì tội sát hại Wednesday. Nhưng không phải lỗi của tớ. Ngồi xuống. Tớ không giết cô ấy thật mà. Nghi phạm mới là Redo, ý là Reggie. Wednesday tội nghiệp. Cha cha, chúng ta có một sát nhân điển hình ở đây. Sao cậu có thể? Tớ không làm việc đó. Cậu đã làm. Đừng có cố lừa tớ. Tớ là vua chiến lược và chiến thuật đó. Đây không phải lời chú tội của cậu sao? Cái gì? Không, tớ bị gài bẫy, không phải của tớ. Nó là của cậu, và đây là cách cậu làm. Ngày lễ đang đến gần. Mũi cậu sẽ hoạt động mà không cần nghỉ lễ, Frosty. Ôi, buông ra Ragatha độc ác. Thưởng thức đi. Có ánh sáng hay không thế? À có chứ, nhưng đối với cậu Wednesday, đó sẽ là ánh sáng đặc biệt, ánh sáng ở cuối đường hầm. Kế hoạch của mình được tạo ra hoàn hảo để gài bẫy trá xấu tính. Chúc ngon miệng Wednesday. Tớ sẽ để lại manh mối nhỏ cho đám bạn ngây thơ. Họ ngốc đến mức sẽ không bao giờ tìm ra. Và giờ im lặng. Thôi kệ, không gì có thể ngăn mình ăn bánh. Thôi nào. Ngon tuyệt. Đó là cách cô giết cô ấy. Không phải tớ, là cậu, đây là bằng chứng. Chờ một chút, ở đây có dấu bà chấm, còn tờ giấy đã bị xé ra. Vì vậy, đây không phải là toàn bộ lời nhắn, còn thiếu một mảnh. Vậy nên tớ hoàn toàn không liên quan gì đến nó. Này, cậu đi đâu vậy? Một câu đố mới. Xem ra chúng ta nên quay lại hiện trường vụ án lần nữa. Đợi đã, giờ đi được rồi. Mọi người sẵn sàng chưa? Đi thôi. Chà, cùng tìm manh mối nào. Chúng ta cần kiểm tra cây nến khác. Đúng rồi, đây là một phần lời nhắn. Tuyệt, hãy chép chúng lại với nhau. Biết rồi. Tìm tôi. Tìm thấy rồi nha, kẻ sát nhân. Sao lại là tớ? Dừng lại, đó không phải là toàn bộ lời nhắn, còn thiếu một phần nữa. Còn một cây nến nữa nè. Ken nói đúng, để xem nào. Chìa khóa của câu đố, mảnh ghép cuối cùng. Chỉ cần ghép tất cả lại với nhau. Tìm tôi trong chiếc giày. Manh mối mới. Mọi người kiểm tra giày của mình đi. Của ta trống rỗng. Của mình nữa. Mình cũng vậy. Không có gì. Ngoại trừ mùi hương tuyệt vời này. Nhưng nếu tất cả đều trống rỗng, thì nó đang nói đến chiếc nào? Biết rồi. Phải kiểm tra giày của nạn nhân á. Lấy được giày rồi. Chà, chúng ta có gì ở đây nè? Một hàm răng giống của Ken. Đừng có lố bịch thế chứ. Chỉ đạo biểu diễn Ken. Ông đáng bị điều tra vì tội sát hại Adams Wednesday. Ta nghĩ đó là một cái bẫy. Ngồi xuống. Ta vô tội. Đã đến lúc Ken gặp một số vấn đề về răng. Mọi bằng chứng đều chỉ về ông ấy. Kẻ giết người. Phải, sao ông dám? Ta vô tội. Phải, chúng ta không tin ông. Tôi sẽ vạch trần ông ngay bây giờ. À, nhãn cầu của ta, cô sẽ làm ta mù mất. Đó là hàm răng của ông, thừa nhận đi. Ta bị gài bẫy, không phải của ta. Nó là của ông, và đây là cách ông đã làm. Ngày lễ đang đến gần. Mất cà rốt thì không nha. Ôi, buông ra kèn đồ ác. Thưởng thức đồ ăn nhé mọi người. Này, đèn đâu cả rồi? Cô không cần ánh sáng ở phía bên kia. Đúng vậy, đây là kế hoạch tuyệt vời để bẫy Jazz. Một chút độc hoặc rất nhiều. Dân, để nó ngấm đều.
Xong rồi, cà rốt trên bánh kem. Chúc ngon miệng Wednesday. Bây giờ hãy vui vẻ một chút. Ta sẽ để lại cho đám kỹ thuật số ngớ ngẩn một manh mối nhỏ. Dù sao họ cũng không bao giờ tìm thấy. Tuyệt, mình thật là đỉnh. Thôi kệ, không gì có thể ngăn mình ăn chiếc bánh này. Yum, ngon quá. Đó là cách ông giết cô ấy. Điều đó không đúng, không phải ta. Ông là kẻ giết người, đây là bằng chứng. Đợi đã, có gì đó được viết trên quai hàm nè. Chà, ta thấy bóng bay. Điều đó có nghĩa là gì ta? Chính xác, thì ra đây chưa phải là tất cả. Có vẻ như chúng ta nên quay lại hiện trường vụ án để tìm hiểu sự việc. Nhanh lên. Vì vậy, tìm quả bóng bay đi. Đây rồi, màu đen giống kiểu Wednesday thích nè. Đúng rồi, vậy hãy kiểm tra xem. Mình đã muốn làm việc này từ lâu rồi. Bam! Ồ, đây có phải là con vua không? Khoan, vậy hung thủ thực sự là Kinger. Cái gì? Mình đã giết Wednesday. Đúng là một bước ngoặt. Mọi người, để ta. Kinger, người đang bị điều tra gì? Không, không, không phải mình. Đợi đã, có thứ gì đó bên trong. Không hiểu, đây là bức ảnh của Wednesday mà, kỳ lạ quá. Diễu tướng. Wednesday, xin chúc mừng vụ án đã được giải quyết. Sao cô ấy có thể vừa ở đây và vừa ở đó vậy? Để xem nào. Éo, là hình nộm. Nó thậm chí còn xấu hơn cả Wednesday đã chết, ghê quá. Cuộc sống thật đáng sợ. Bớt lời chưa? Nhưng Wednesday, chuyện này là sao vậy? Ở đây buồn tẻ muốn chết được. Tớ đồng ý, quá chán luôn. Đứng yên. Mũi của tớ là tài sản của tớ nha. Tạm biệt mọi người. Tớ muốn về nhà, tớ đã chán ngán thế giới kỹ thuật số này rồi. Khoan Wednesday, nhưng chúng ta là một gia đình kỹ thuật số mới của cô. Hãy nhớ lại mọi chuyện đã bắt đầu thế nào. Xin chào, chào mừng đến với rạp xiếc kỹ thuật số kỳ diệu. Ta là Ken, người chỉ đạo biểu diễn. Hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy những thứ ấn tượng và đột phá nhất. Vậy bắt đầu buổi biểu diễn thôi nào. Đây là Pommy nhút nhát, người luôn mơ được trốn thoát. Còn đây là Ragatha xinh đẹp, cô nàng quan tâm đến ngoại hình. Bây giờ hãy gặp gỡ thỏ Jazz, anh chàng còn tệ hơn người yêu cũ của bạn. Rạp xiếc kỹ thuật số của chúng mình sẽ khiến bạn phải nhảy múa. Mình đang ở đâu? Sao mình đến được đây? Khoan, hình như lối ra ở bên đó. Chà, đúng rồi, có chữ lối thoát. Có chuyện gì ở đây vậy? Có lẽ mình vừa ngủ và đây là ác mộng của mình. Ôi, á! À. Đi đứng cẩn thận chứ cô gái. À mà cậu là ai thế? Chúng ta có người mới hả? Chào mừng đến với rạp xiếc kỹ thuật số. Cái quái gì? Rạp xiếc kỹ thuật số? Cái quái gì vậy? Thật là... Không không, chúng ta không được chửi thề. Chúng ta đến đây vì niềm vui và cảm xúc tích cực. Để ta dẫn cô đi tham quan. Đảm bảo cô sẽ thích nơi này. Đây là lều của chúng ta, đẹp mà phải không? Đây là nơi chúng ta sống và làm việc. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, không bao giờ nhàm chán đâu. Tiếp tục nào. Đây là khu đất vườn. Nếu muốn tận hưởng không khí kỹ thuật số trong lành, đây là nơi hoàn hảo cho cô. Hãy đùa xích đùa kỹ thuật số, hay lạc vào rừng kỹ thuật số. Cứ tận hưởng niềm vui của luôn khao khát. Nhưng chưa hết đâu, chúng ta vẫn còn khoảng không. Tốt hơn hết là đừng vào đây. Cả ta cũng không biết trong đó có gì. Chuyến tham quan kết thúc. Chào mừng đến với nhà mới nhé. Mọi người chú ý, cùng thực hiện chuyến phiêu lưu đầu tiên cho cô gái mới nào. Đây là thử thách trốn tìm trong hộp. Đã đến lúc gặp gỡ cư dân rạp xiếc kỹ thuật số khác. Chuyến phiêu lưu gì? Chuyện này thật dớ dẫn. Đây là Cosmo dễ thương. Anh chàng có hơi nguy hiểm. Vấn đề là cậu ấy đã bị trừu tượng quá. Ta quá lười để sửa chữa cậu ấy. Cosmo ra đây. Xin chào Cosmo. Trông cậu hơi tồi tàn nhỉ. Chạy mau. Nếu không muốn chịu chung số phận thì mau trốn đi. Nhanh lên, đây. Mình không muốn bị trừu tượng quá. Cosmo tội nghiệp. Đây sẽ là quyền thoại. Chúc may mắn. Đồ ăn, đồ ăn. Mau đến đây à. Các người không thể trốn đâu, ta sẽ tìm thấy các người. Tệ rồi đây. Mình có ý này. Thử đánh lạc hướng cậu ta bằng cái này. Nè, Cosmo, xem ta có gì này. Muốn chơi không? Cầm lấy đi. Hy vọng chim hồng hạc có vị ngọt. Ngon quá. Ra đây, đồ thỏ đế. Ôi không, không hiệu quả. Ai muốn bị ăn thì trước nào.
Ra ngoài. Xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn mình tưởng. Ra khỏi hộp đi, bữa ăn trưa. Ồ, cậu ta đáng sợ quá. Được rồi, cắt. Không được, như này quá đơn giản và quá khắc nghiệt. Đây là 4 công cụ. Hãy chọn một công cụ và với sự trợ giúp của nó, cậu có thể mở hộp. Chúng ta không phải bọn mang rợ phải không? Chà, cậu chọn gì? Quả bóng một lựa chọn tuyệt vời đây rồi. Nhưng thổi phồng nó lên thế nào? Tôi còn không có miệng. Cậu nói đúng, ta phải giúp cậu. Đưa nó cho ta. Ta không cần miệng mới thổi được. Nhưng toàn bộ đầu ta là một cái miệng. Nhưng mà để lúc khác đi. Bong bóng của cậu đây. Ồ, đẹp quá ta. Giờ ta đã có một vũ khí mạnh mẽ. Chúng ta nên bắt đầu với hộp nào đây? Với chiếc hộp này nhỉ? Không phải mình, làm ơn không phải. Bãi bài chiếc hộp. Này, bữa trưa, người không thể trốn hộp mồ đồ. Ha ha ha. Cái gì? Không sao, ôi không. Trống trống, người đâu rồi? Ồ không, mình thấy đói kỹ thuật số là vì mình căng thẳng. May mà mình có bánh nướng nhỏ. Mùi ngọt quá đi. Tớ đang đến với cậu, đồ ngon quá. Khóc mồ tội nghiệp. Không ngờ cậu ấy lại là người đầu tiên phát điên. Này, được rồi, chờ mình đói xỉu mất. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hehehe. Và bây giờ chà, có ai đó trong chiếc hộp kia. Này Ken, tớ cần vũ khí. Ta đây. Cái gì? Ừ, một công cụ. Lần này ta có một thứ mới cho cậu đây. Chọn đi. Ồ, ta đã trộm chiếc trống của mẹ ta. Ồ, ta thật tài năng. Được rồi, tạm biệt. Đến giờ biểu diễn rồi. Hãy để ta chăm sóc đôi tay mỏng manh của ngươi. À, mình từng là chỉ huy chàng nhạc mà. Cách làm nguôi ngoai nỗi buồn yêu thích của mình. Cậu có thích không? Đánh to hơn nữa nha. À, mình không chịu nổi. Cậu bị điếc à. Ngay cả Chloe cũng có gu âm nhạc hơn đó. Ồ, chào Cosmo. Chúng ta thỏa thuận được không? Xử lý với cái bụng của ta đi. Ngâm. Xong rồi. Ha ha ha. Không ai cản được ta. Ôi, đau quá. Cậu khoan, không phải chứ. Nếu là bụng cậu ta thì cũng không tệ lắm. Sẵn sàng bị trừu tượng quá đi. Ha 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 ha. Không, ta không đăng ký cái này. Nhận lấy đi, khối mắt ác độc. Đó là thứ ngươi cần, thạch kinh tởm. Mình có thể lối ra ở đâu đây? Ồ, nó đây rồi. Xin lỗi, nhưng mình muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Không có cách nào không có lối thoát. Tất cả đều sai. Vì chúng ta đều đến đây bằng cách nào đó nên sẽ có thể thoát ra. Chỉ cần không từ bỏ hy vọng và tiếp tục cố gắng. Luôn luôn có lối thoát. Hãy tiếp tục thử thách trốn tìm. Ta có công cụ mới cho cậu. Cosmo thân mến, hãy chọn thứ cậu thích nhất. Ta sẽ lấy khẩu đại bác. Lựa chọn hay đấy mắt to. Úi xin lỗi. Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, ngay cả những thiên tài như ta. Như này ổn hơn rồi. Cảm ơn Ken. Rất hân hạnh Cosmo. Còn chân chơi gì nữa, đi tìm đi. Hẹn gặp lại. Các người tiêu rồi đám kỹ thuật số. Cứ ngồi yên chờ thì không chịu nổi. Nhưng mình có một ý kiến. Ragatha, cậu thật xuất sắc. Giờ chúng ta có thể xem Cosmo từ đây rồi. Phải, để xem anh ta định làm gì. Mà tớ không thích thứ tớ đang thấy. Tớ không thích thứ tớ đang hít vào. Cậu ta đang tạo khói bằng khẩu súng. 3, 2, 1. Tấn công. Đúng rồi. Ủa, lại là hộp trống. Tại sao, thật không công bằng. Quan sát kỹ chứ Cosmo. Bây giờ còn quá sớm để bỏ cuộc. Bị hỏng hay gì đó à? Thôi nào, làm việc đi. Những điều kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Ta phải sửa nó. Ta luôn phải tự mình làm mọi việc mà. Này, còn tôi thì sao? Ồ, hiểu rồi. Giờ các người sẽ không đi đâu cả. Buồn quá, nhưng mùi vị rất thơm. Ồ, có mùi như bỏng ngô ấy. Đây là món ăn nhạy kỹ thuật số tuyệt vời. Cosmo đã đi đâu đó. Giờ mình sẽ ăn bỏng ngô tươi hấp dẫn này. Cosmo đang ở phía sau mình phải không? Chút ngon miệng. À, mẹ ơi. Ngon tuyệt, có mùi xuất sắc. Và quan trọng nhất, cách này hiệu quả. Ôi da, ôi, mình vẫn còn sống. Ồ, xin chào tóc đỏ. Có biết gì không? Đánh nhau với cậu ta để làm gì nếu Wednesday bỏ lại chúng ta? Còn Cosmo đã ăn thịt tất cả bạn bè của mình. Mình sẽ bỏ cuộc. Mà lỡ mình gặp may thì sao? Tìm thấy rồi nha. Cosmo. Wow. Mình sẽ bỏ cuộc. Cậu có thể làm mình bốc hơi hay bất cứ cách nào cậu muốn. Thật sao? Thôi được. Ha ha, mình là bất khả chiến bại.
Mình còn sống sao? Còn nguyên vẹn? Ai vậy? Mình đang ở đâu? Có đói không? Cứ tự nhiên nhé, tao đã nương bánh đó. Cái gì không? Như này càng tồi tệ